Ông Hòa ông tài trợ cho một cái Win 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 3 luôn rồi. Ồ, sân giờ này còn chưa có đấy, xin giống luôn cái hai cái để coi Win 3 đi ca luôn, còn coi Win 2.5 nữa. Xin giống hai hai cái bùa tỷ lệ đi. Một phát định Giang Sơn nha. Win 4 đầu tiên hả? Trời. Dạ, còn gì để mất nữa đâu. Ok. Không thành công thì cũng thành nhân. Và mình vừa thành công mà vừa thành nhân luôn là càng tốt. Một phát một đích Giang Sơn. Còn không thì tối lại gom nguyên liệu tán được cái kia. Tán được ngày mai gom nguyên liệu tán được cái này. Đấy. Anh em thấy ý sao? Ok. %. Chụp tấm hình kỷ niệm trước khi tạm biệt em. Tự tin hả? Ý quá tuyệt vời. Mình vô lên chắc ha. Rồi, chơi. Một, hai. Một. Một đi không trở lại hả? Cứ xác định như vậy đi. Bây giờ đừng xác định lên mà xác định xịt đi để cho nó tâm lý thoải mái khi đọc đúng không? 2 3 không được à? 2 1 à? 2 nè. Không được à? Từ 4 ngày tháng cho mình tháng 3 đây. Cho off rồi đổi dòng này cái win lúc này nè, ok rồi đổi lấy win lúc đi tí nó đập luôn. Hãy chia tay cái hãy chia tay cái Vinh đi nha, nhìn nó lần cuối đi, anh khai trừ nó khỏi đảng rồi đấy. Thôi, hãy đưa nó về cát bụi nhá. Có khi là lên Win 4 đó hả? Lên được không? Bây giờ là tầm 1 à. Một cái này thôi không? Làm nháy được không được, không được thôi không. Hên quá vừa khít nó đích. Ở đâu đâu có vừa đâu. Đây có hỏi nó còn không. Và ai không còn trao luôn kìa. Không còn like. Từ từ đã.
Trường cách bình 2 đeo hả? Đây, khổ. Đó, được chưa? Cho đeo nhìn chỗ là đỡ bẩn nha. Ok. Để coi nào, tâm linh nhất nguyện huấn nguyên, tâm linh nhất nguyện huấn nguyên sáng tạo, không cần trao đi mua cho nó sáng tạo đó, làm một nháy định nhan sơn nha, hy sinh huynh huynh ông hòa ông tài trợ cho một cái huynh 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 ba luôn rồi. Ồ, sao giờ này còn chưa có đấy, xin giống được cái hai cái để coi win ba đi ca luôn, còn coi win hai cái năm ra xin giống hai hai cái bùa tỷ lệ đi, một phát định giang sơn nha, win bốn đầu tiên hả trời. Còn gì để mất nữa đâu. Ok, không thành công thì cũng thành nhân, và mình vừa thành công mà vừa thành nhân luôn là càng tốt. Một phát một đích nhang sơn, còn không thì tối lại gom nguyên liệu tán cái kia, tán được ngày mai gom nguyên liệu tán cái này đấy, anh em thấy sao? Ok, năm mươi phần trăm chụp tấm hình kỷ niệm trước khi tạm biệt em. Tự tin hả? Ý quá tuyệt vời. Hình vô lên chắc ha, rồi chơi. Một hai một một đi không trở lại à? Cứ xác định như vậy đi, bây giờ đừng xác định lên mà xác định xịt đi để cho nó tâm lý thoải mái kỳ đọc không. Hai ba không được rồi, hai một à, hai nè, không được rồi, cứ bốn ngày tám cho mình tám ba đây, làm gì đâu không quay trở lại, quay thứ là quay đấy, mình phá đảo thôi, mình xoay được thôi, cảm giác xoay được thôi, chứ còn bây giờ có lên bốn thì bây giờ cũng cũng thế thôi. Ồ, vai hình như là cái cộng lông này là cộng lông đầu tiên có CM, cộng lông đầu tiên có CM, nhạc lên em ơi, nhạc à. Ngon hả? Lên win 4 đầu tiên có CM đi anh. Khốn nạn một cái là bây giờ không có tiền để mua cái này. Không còn tiền để mua cái này biết là đau, nhưng bây giờ không là mua lên win 4 đầu tiên có CM luôn rồi. Ghê ghê hả? Ái chà 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 chà. Không. Em tưởng mình không sao lại lên win 4 được, phải lên lông xong mới lên win 4, lên lông xong mới lên win 4, bây giờ là cũng giống như xoay win 3 rồi đấy,
Bây giờ là phải có cái này nè, mà lúc nãy mình lúc cán không cái kia mất rồi, ghê đấy hả? Nhưng mà cái, nhưng mà server chưa ai ra ra được cái này, cũng ra đảo thôi anh nha. Khang có quay được cái lông nào chưa? Có cái lông gì hộ thế đâu, lông lông linh hồn đây, bây giờ linh hồn đây đây là vào là sáng rồi, 600k bây giờ 600k không có. Ờ, cũng lên được cái này cũng mừng rồi. Hình như sang chưa chưa lên cái nào sao chứ. Anh cứ thử đi rồi biết à. Vậy là thằng sang cũng cũng bột được phát rồi hả? Xong nghe hoang mang cái sang đừng có hù anh. Sai lần nữa thì xịt cũng như không hả? Không, bây giờ phải có. Nhưng mà lấy được lông cũng là ngon rồi. Bây giờ được con cái này. Bây giờ vậy nè, bây giờ. Ủa cái lông chỗ thế hả? À? Bây giờ vậy. Phải đi gom này anh em ơi, gom lên thêm mấy mét đứng đi quài nữa. Rồi xong bắt đầu đập cái này lên 13. Đợt cái này lên 13 nha, để mình mô tả cho anh em thấy là anh em mường tượng là lên 14 liền. Đây. Trước tiên nha, đập cái này lên 13 xong đủ bộ để xoay cái lông này. Nhưng mà lúc đấy mình sẽ là gom cái này lên để một bộ để quay lông condo. Xoay lông condo xịt. Quay có tám cái này lên lên lông lông 4, lên lông 4. Tám cái này xịt. Tám luôn cái này lên lông 4. Mà chị cục một phát một lượng win 4 sao dễ đấy.